Hand check on the road, she's yelling promo. You said keep our business on the low, low. I'm just trying to get you out the friend zone. Đức Thành đang có mặt tại thảm đỏ của Việt Nam International Fashion Week ngày cuối cùng và không khí ở đây thì bây giờ đang rất là náo nhiệt và rất là đông đúc. Lần đầu tiên Trinh đến với chương trình Việt Nam International Fashion Week, Trinh cảm thấy rất là háo hức vì Trinh cũng là một người rất là yêu thích thời trang và Trinh cũng đang rất là hết sức mong đợi những bộ thời trang của tất cả các nhà thiết kế sẽ như thế nào. Hôm nay đến đây kiểu anh bất ngờ quá mà chưa bao giờ thấy một cái buổi trình diễn thời trang nào mà lại đông người, nhộn nhịp mà lại nhiều celebrity đến như vậy. Thật là hào hứng, chưa xem mà đã thấy là rất là hào hứng. Việt Nam International Fashion Week là một cái người bạn thân thiết để cùng đồng hành với sự nghiệp của các nhà thiết kế Việt Nam. Hơn ai hết, cái sàn diễn này nó mới thật sự là nơi mà tất cả các nhà thiết kế Việt Nam được chân những học tập mà còn được hòa mình vào để hòa nhập với thế giới. Trinh cảm giác được là đêm cuối có vẻ như là đông vui hơn và rất là náo nhiệt. Trinh cũng đang rất là tò mò để xem những thiết kế ngày hôm nay sẽ như thế nào. Phạm Hương đang mặc trên người bộ thiết kế của anh Lê Thanh Hòa. Chính vì vậy Phạm Hương đang chờ đợi bộ sưu tập của anh cũng như sự bùng nổ của anh, ghi dấu ấn của anh tại Việt Nam International Fashion Week. Hello, xin chào quý vị. Show của chúng ta sẽ được bắt đầu trong một ít phút nữa thôi. Cho nên quý vị hãy cùng với Hiền My vào trong để mà xem những show diễn cuối cùng nhé. So are you ready? Come on with me. International Fashion Week.